Các bạn thân mến, lẩu gà lá rang là một món lẩu ngon, có vị chua dịu rất hấp dẫn. Món lẩu này thì có độ thanh nữa nên khi ăn không bị ngán, lại rất tốt cho sức khỏe. Thích hợp để chế biến vào dịp cuối tuần hay là những ngày cuối năm quây quần lễ Tết cùng với người thân và bạn bè. Để nấu lẩu gà lá rang cho 4 người thì cô Béo chuẩn bị gồm có một con gà ta là 1,6 kg, 200g lá rang. Ngoài ra thì còn có hành khô, gừng, sả, một ít tép tỏi để tăng hương vị thôi ạ. Cùng với đó là ớt, ớt này thì mình dùng là có ớt cay và ớt xiêm xanh. Chanh và lá chanh dùng để làm muối tiêu chanh chấm cùng thịt gà và đồ nhúng lẩu. Đồ nhúng kèm lẩu thì gồm có nấm các loại với một ít rau muống, hoa chuối bỏ sợi. Ngoài ra các bạn có thể chuẩn bị các loại rau nhúng lẩu và nguyên liệu nấu cùng khác tùy vào sở thích như là rau nhút, rau om, ngò gai, giá đỗ hay là măng chua. Và hôm nay thì mình sẽ ăn lẩu cùng với mì tôm, các bạn có thể thay bằng bún hoặc là mì trứng nhé. Về gia vị thì ngoài các cái gia vị thông thường thì ở đây mình có dùng thêm một ít đường phèn để tạo độ ngọt thanh cho nước dùng và dung hòa với cái độ chua của lá rang ạ. Nói một chút về nguyên liệu chính của món ăn này ngoài thịt gà, đó là lá rang. Thì lá rang thì nó có nhiều ở vùng Tây Bắc, miền Trung và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ở các chợ như Hà Nội hiện nay hay là các vùng lân cận thì thường không bán loại nguyên liệu này. Nên nếu dùng thì các bạn phải dặn đặt trước hoặc là mua ở các cái cửa hàng mà chuyên bán đồ nông sản. Về giá cả thì tùy vào từng thời điểm, lá rang nó sẽ có giá dao động từ 50 đến 100 ngàn đồng 1 kg ạ. Đầu tiên thì mình sẽ sơ chế thịt gà. Mình sẽ dùng muối hạt và rượu gừng bóc kỹ bên ngoài và bên trong gà, sau đó thì sẽ rửa sạch lại. Để làm lẩu gà ngon thì các bạn dùng thịt gà ta cho chắc thịt và thơm nhé. Và tùy vào sở thích mà chọn gà ri ăn mềm ngọt hay là gà già có độ dai và giòn ạ. Thịt gà sau khi rửa sạch lại để ráo nước thì mình sẽ chặt thành những miếng vừa ăn. Riêng phần tỏi đùi thì các bạn có thể giữ nguyên nhé. Để gà được đậm vị và thơm thì sau khi chặt gà mình sẽ ướp cùng với một chút gia vị. Mình cho một thìa canh muối hạt vào cối cùng với 2 đến 3 trái ớt xiêm, một đốt gừng nhỏ mình giã nhuyễn, sau đó đổ vào âu thịt gà. Và sẽ nêm thêm một thìa canh nước mắm, một thìa canh đường, một thìa cà phê bột nêm, nửa thìa cà phê bột ngọt, nửa thìa cà phê tiêu xay. Mình sẽ bóp đều và để cho thịt gà thấm gia vị trong khoảng 30 phút. Và trong lúc đợi ướp thịt gà thì mình sẽ sơ chế lá rang. Lá rang là loại thực vật thân leo và cái phần thân này nó cứng nên khi nấu thì mình chỉ tuốt lấy lá và ngọn non và mình bỏ cái cọng già đi. Lá rang thì nó có cái vị chua và tính mát nên có tác dụng thanh nhiệt, tiêu viêm, giải độc, chữa đầy bụng này hay là viêm tiết niệu và đau nhức xương khớp. Lá rang có thể kết hợp để chế biến với nhiều nguyên liệu. Ngoài thịt gà thì các bạn có thể làm lẩu cá kèo lá rang này, bò vịt nấu lá rang hay là ếch xào lá rang. Lá rang sau khi nhặt lấy lá rồi thì mình sẽ đem rửa và ngâm nước muối trong khoảng 2 đến 3 phút, sau đó rửa sạch lại và để ráo. Lá rang có vị chua nên là khi nấu các bạn cần điều chỉnh liều lượng để tránh cho món ăn bị chua quá nhé. Như hôm nay thì mình sẽ dùng là 200g lá rang, 100g dùng để nấu nước dùng, còn lại thì mình sẽ để vào nhúng lẩu. Tiếp đến thì mình sẽ sơ chế các cái nguyên liệu khác, hành, tỏi và gừng thì mình sẽ thái lát mỏng ạ. Sả sau khi bóc bỏ lớp bẹ già, rửa sạch, mình sẽ đập dập và cắt khúc dài khoảng 2cm. Lá chanh thì mình sẽ rửa sạch. Ớt ngắt cuống, rửa sạch. Ở đây thì mình có dùng ớt xiêm. Và cũng giống như lá rang thì ớt xiêm mình mua ở các cửa hàng chuyên bán đồ nông sản với giá là 150.000 đồng 1kg. Nếu có đậu phụ thì các bạn rửa qua và cắt miếng, váng đậu cũng vậy ạ. Đối với những loại rau ăn kèm lẩu gà lá rang như là rau muống, nấm thì các bạn cần nhặt và ngâm rửa sạch sẽ cùng với nước muối, sau đó để ráo nước. Hoa chuối sắt sợi thì cần ngâm nước muối loãng và khi đến gần ăn thì các bạn vớt ra để đỡ thâm, rửa sạch lại và vẩy cho ráo nước nha. Nếu ăn lẩu gà cùng với bún thì các bạn trần bún với nước sôi để khử vị chua, sau đó để ráo nước ạ. Như vậy là các cái phần nguyên liệu đã sơ chế xong rồi, bây giờ thì mình sẽ nấu nước lẩu gà lá rang. Đầu tiên thì mình sẽ cho khoảng 3 thìa canh dầu ăn vào nồi. Làm nóng dầu thì mình sẽ phi thơm hành, tỏi, gừng, sả và 1 đến 2 lá chanh. Sau đó thì mình sẽ cho thịt gà vào. Lúc này mình sẽ tăng nhiệt độ lên một chút để đảo và đảo đều tay để cho thịt gà được săn lại. Thịt gà thì các bạn có thể cho hết vào để xào hoặc giữ lại một ít để lát nữa nhúng lẩu. Như ở đây thì mình có giữ lại một ít miếng bày biện ra đĩa để lát vừa ăn vừa nhúng lẩu.
Các bạn sẽ xào đến khi mà thịt gà săn lại, không còn màu đỏ thì mình mới đổ nước vào để nấu nước dùng lẩu. Lượng nước cho 4 đến 5 người ăn thì khoảng là 4 đến 4,5 lít là phù hợp. Ở đây mình sẽ dùng là 4,5 lít để mình lát nữa mình ăn cùng với mì. Khi nước sôi thì mình sẽ vò một nửa số lá rang cho vào ninh cùng, sau đó hạ bớt lửa nhỏ xuống để sôi liu riu trong khoảng 15 đến 20 phút cho thịt gà được chín mềm. Trong lúc đó thì mình sẽ tranh thủ làm muối tiêu chanh ớt để chấm cùng với thịt gà và các cái loại rau nấm nhúng lẩu. Mình sẽ cho 3 thìa canh muối hạt vào chảo và rang khô ở lửa nhỏ. Ở ngoài thì mình sẽ giã nhỏ ớt và lá chanh. Khi hỗn hợp muối này khô thì mình sẽ cho ra cối, giã nhỏ lại và cho tất cả cái hỗn hợp này vào chảo rang lại một lần nữa. Cuối cùng khi hỗn hợp muối này đã khô, mình sẽ cho ra bát và mình trộn thêm 1/2 thìa canh đường, 1/2 thìa cà phê tiêu xay. Khi ăn thì các bạn chỉ cần vắt nước cốt chanh vào là được ạ. Lúc này sau khoảng gần 20 phút thì thịt gà đã chín và cũng thấm vị rồi. Mình sẽ nêm lại gia vị vừa ăn gồm có bột canh, bột nêm, bột ngọt, nước mắm và đường phèn. Sau đó mình sẽ nấu thêm 2 đến 3 phút nữa. Tuy nhiên khi mà nêm nếm thì các bạn lưu ý là cái hương vị nổi bật của món lẩu gà lá rang vẫn là vị chua dịu nhá. Và không cần nêm nước dùng quá đậm vị đâu ạ. Bởi vì quá trình nhúng lẩu, nước dùng nó cũng sẽ đậm hơn và mình còn chấm với muối tiêu chanh nữa. Cuối cùng thì mình sẽ tắt bếp và chuyển nước dùng sang nồi lẩu chuyên dụng và bày biện sửa soạn các cái đồ ăn kèm. Mình cho thêm vài quả ớt này, nhúng thêm ít rau và nấm, xét nhiệt độ bếp sôi liu riu vừa thưởng thức lúc nóng và chấm cùng với muối tiêu chanh ớt để món lẩu gà lá rang thêm phần đậm đà. Lẩu gà lá rang thì hấp dẫn người nhìn khi có đầy đủ màu xanh mướt của rau này, trắng phau của thịt gà và nấm, rêu úa của lá rang và điểm xuyết thêm đỏ và nâu nhạt của ớt và hoa chuối. Tuy nhiên điểm chính hấp dẫn thực khách của món lẩu gà này chính là hương vị chua dịu, thơm mát và ngọt thanh. Nếu như không có thời gian để chuẩn bị các món rau nấm và bún mì ăn kèm, các bạn có thể nấu như trên là đã có một nồi canh gà lá rang ăn cùng cơm nóng vô cùng hấp dẫn rồi. Chúc các bạn nấu thật ngon món lẩu này để thưởng thức cùng với gia đình và bạn bè nhé. Nếu như thấy video này hữu ích thì hãy nhấn like để ủng hộ cho mình nhé. Và nhấn nút đăng ký để chúng ta lại được gặp nhau trong những video chia sẻ các món ăn hấp dẫn khác nữa. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.